Ngạo Thế Đan Thần Tập 1 Giữa bầu trời mây đen trắng Răng kín thỉnh thoảng sẽ có tia chớp lóe lên kèm theo từng tiếng sấm vang rền Trời tối sấm báo hiệu một cơn mưa sắp đến Bên trong ngọa hổ thành Thẩm tương ngửa đầu nhìn lên trời cao lẩm bẩm nói rằng Không thể kéo dài thêm được nữa Ta phải nhanh chóng tìm được linh dược tốt Bằng không ta rất khó có được cơ hội chuyển mình Thẩm tường năm nay 16 tuổi Thân hình so với bạn cùng lứa tuổi thì càng cao to hơn, cường tráng hơn. Thân thể đại hoàn toàn trái ngược với gương mặt tuấn tú mang theo vẻ ngây thơ của hắn. Nhưng đôi mắt kia của hắn lại thâm thúy không tương xứng với tuổi tác. Có vẻ như trưởng thành hơn so với bạn cùng lứa tuổi một chút. Lúc này Thẩm Tường muốn đi hái thuốc, mặc dù hắn là trưởng tôn tử của Thẩm gia, nhưng bởi vì hắn không có linh mạch, không thể trở thành một võ giả lợi hại. Bởi vậy, từ nhỏ hắn đã rất chăm chỉ rèn luyện thân thể của mình, thường xuyên ra ngoài tiến hành các loại huấn luyện bí mật thậm chí còn tiến hành đọ sức vật lộn với con thú hổ tuy rằng tuổi hắn còn trẻ nhưng cũng đã từng trải qua mấy lần sinh tử tâm tình và ý chí đều vượt xa bạn cùng lứa tuổi đây không phải là thẩm tường sao trời sắp mưa to rồi người còn muốn đi rèn luyện nữa hay sao một lão quản gia đi tới nói thẩm tường cố gắng lỗ đực như vậy Hắn không thể không kính trọng và khâm phục, nhưng trong ánh mắt phần nhiều hơn chính là xót thương. Một ngày thẩm tương đều chuyên cần khổ luyện, đến nay đã được 6 năm nhưng vẫn dừng lại ở phàm võ cảnh tầng 3. Con cháu thẩm gia cùng với tuổi hắn, đại đa số đều tiến vào phàm võ cảnh tầng 4, ai lợi hại thì càng là tiến vào tầng 5. Tất cả những thứ này đều bởi vì hắn không có linh mạch Cho nên mới không được gia tộc coi trọng Mà bây giờ hắn chỉ là một người rất bình thường trong thẩm gia Tuy không có linh mạch Nhưng xưa nay thẩm tường chưa bao giờ nhụt trí Vẫn luôn luôn lỗ lực rèn luyện chính mình Chỉ ít trong quá trình nỗ lực Để hắn cảm giác mình thấy rất đầy đủ Lão Mã ta đi hái thuốc. Thẩm tường chạy tới sau lưng lão quản gia, cười cợt nói chuyện với hắn. Không có tác dụng đâu, cho dù người có cố gắng nỗ lực đến thế nào đi nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề, người không có linh mạch. Lão quản gia kia lắc đầu than thở. Đối với những lời nói như vậy, thẩm tường đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ Dù có thế nào đi nữa Hắn cũng sẽ không bỏ qua Tường nhi Sắc trời như vậy cũng đừng đi nữa Lúc này một người đàn ông trung niên đi tới Thẩm tường bĩu môi Nói rằng cha Trời mưa là thời cơ tốt nhất để hái thuốc Ít nhất thì cũng không cần phải tránh cướp Đến chảy máu vỡ đầu với người khác người đàn ông trung niên này tên là thẩm thiên hổ là phụ thân của thẩm tường là một võ giả cường đại danh chấn một phương cũng là một người có hy vọng kế thừa vị trí tộc trưởng đời tiếp theo của thẩm gia tuy con trai hắn không có linh mạch nhưng hắn vẫn luôn luôn động viên thẩm tường vẫn thỉnh thoảng cho hắn một ít đan dược chân quý dù có điều vẫn là không giải quyết được vấn đề cầm lấy. Thẩm Thiên Hồ bất đắc dĩ nở nụ cười, vứt cho Thẩm Tường một cái hộp nhỏ. Thẩm Tường nhận lấy cái hộp, cũng không thèm nhìn bên trong có đồ vật gì, bởi vì hắn biết bên trong là đan dược, cười hì hì nói: "Cảm ơn cha, như vậy ta cũng không cần phải đi ăn trộm những con gà mà lão mã nuôi để bồi bổ thân thể nữa rồi." Điều này làm cho mặt mũi của lão Mã quản gia kia đầy vẻ cay đắng, hắn không nghĩ tới mình thế mà lại được để mắt tới. Nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Tường biến mất, Thẩm Thiên Hồ chỉ có thể thở dài, tuy hắn ở Thẩm gia có địa vị rất cao, nhưng trưởng lão Thẩm gia đối với những tài nguyên tu luyện chân quý hiếm có này quản lý rất chặt chẽ. Hắn chỉ có thể lấy tiết kiệm một phần của bản thân để cho thẩm tường Nhưng điều đó không làm được gì nhiều Bởi vì đan dược quá ít Làm cha ai chẳng muốn Ai chẳng hy vọng Nhi tử của mình thành long Chỉ có điều thẩm thiên hồ cũng không có cách nào Hắn chỉ có thể nỗ lực hết sức Tranh thủ đan dược cho thẩm tường Tiền ma nhai đó là một nơi rất hoang vắng. vào lúc này trên vách đá treo leo lại có một thiếu niên cởi trần leo lên. lúc này cơn mưa rào đổ xuống như chút nước nhưng thẩm tường đang leo lên một vách đá ở nơi này. đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. phải biết bên dưới tiên ma nhai này thế là sâu không thấy đáy. hơn nữa dưới đó quanh năm còn mang theo một loại khí tức tràn ngập tử vong. Vì lẽ đó mà có rất nhiều người đều không muốn đi tới nơi này. Nhưng Thẩm Tường lại tới nơi này để hái thuốc, còn leo lên vách đá dựng đứng, từ từ đi xuống phía dưới. Nếu như để cho người khác biết được thì nhất định sẽ cười hắn là một kẻ điên không cần mạng sống. Ai cũng biết nơi này là nơi chim không thể bị tử khí dày đặc. Chỉ chắc chắn sẽ không có linh dược tốt Thẩm tương chẳng những không ngốc Mà còn rất thông minh Hắn biết tiền ma nhai này đã tồn tại ở đây rất nhiều năm Đặc biệt là những tử khí ở phía dưới này Càng là không ai biết đã tồn tại được bao nhiêu năm Bên trong nhận thức của thường dân Nơi này không hề có một chút sinh khí nào Thì không có linh dược mà thẩm tương lại không cho là như vậy. Đạo lý vật cực tất phản, tức là sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Này hắn cũng biết đến. Hắn khẳng định chắc chắn trên vách đá này nhất định có một loại linh dược chân quý trong truyền thuyết. Địa ngục linh chi Loại linh dược này nghe tới rất đáng sợ, nhưng là một loại linh dược có hiệu quả tẩy kinh toạc phạt tùy. Bình thường sinh trường ở chiến trường cổ đại, bãi tha ma, vân vân. Những nơi có tử khí dày đặc là một loại kỳ dược. Ngày sự, ngày mưa có thể làm cho một ít khắc khí chìm xuống. Như vậy thẩm tường liền có thể nhìn thấy rõ một số vách đá sâu. Hắn có thể đi đến nơi sâu ở phía dưới hơn nhưng như vậy hắn có thể tìm được địa ngục linh chi kia tuy rằng hắn không cần địa ngục linh chi nhưng sau khi hắn hái được linh dược này cũng tuyệt đối có thể đổi được rất nhiều đan dược chân quý có thể làm cho hắn thoát khỏi quẫn cảnh có được thực lực cường đại hạt mưa đánh vào trên người thẩm tường làm hắn cảm thấy rất không thoải mái Đồng thời cũng làm cho nham thạch trên vách đá trở nên trơn trượt, điều này làm cho hắn càng phải cẩn thận hơn. Cẩn thận từng ly từng tí, một từ trên vách đá leo xuống. Bằng không, không cẩn thận hắn sẽ trượt ngã xuống. Không ai biết bên dưới tiền ma nhai có cái gì, tuy người đã từng xuống phía dưới cũng không ít, nhưng có thể đi lên lại không có một ai ngã xuống thì mang ý nghĩa là chết hai canh giờ trôi qua mưa to vẫn còn rơi xuống thẩm tường dựa vào thân thể cường tráng được rèn luyện nhiều năm của hắn xuống tới vách đá sâu tới mấy chục trượng thẩm tường tìm một nơi đặt chân tốt hơn lúc này hắn cẩn thận quan sát phía dưới đột nhiên hắn nhìn thấy thứ gì đó điều này làm cho hắn kích động đến trái tim nhảy lên kịch liệt địa ngục linh chi thẩm tường hưng phấn hô một tiếng ánh mắt kích động ngưng mắt nhìn xuống dưới nơi ở dưới chân hắn khoảng mười trượng có một đồ vật giống như đại bính màu trắng kề sát vách đá hắn khẳng định rằng đây chính là địa ngục linh chi trong truyền thuyết nơi này quanh năm đều là tử khí màu đen che lấp mà màu sắc của địa ngục linh chi rất giống với màu vách đá, rất khó nhận ra. Thẩm tường hưng phấn không thôi, hắn làm cho mình chấn định lại, nghỉ ngơi chốc lát, mới chậm chậm leo xuống phía dưới. Không bao lâu, thẩm tường đã đến bên cạnh cây địa ngục linh chi kia. Hắn nuốt nuốt nước miếng ưng ngực, nhìn cây địa ngục linh chi màu trắng to bằng cái chậu rửa mặt kia. Bây giờ hắn còn có thể cảm nhận được địa ngục linh chi kia tàn mát ra sinh mệnh lực dồi dào. Thẩm tường chỉ có thể dùng một tay đi hái cây địa ngục linh chi này. Hắn phỏng chừng đây là địa ngục linh chi ngàn năm trở nên. Màng đi bán đấu giá thì có thể được một con số trên trời. Thẩm tường hao phí rất nhiều khí lực mới hái được. Để vào trong túi chữ vật hắn nhích miệng cười. <laughs> đã tới lúc lão tử có thể truyền minh được rồi hắn chỉ cần bán cây địa ngục linh chi này đi thì có thể mua rất nhiều đan dược cấp bậc không thấp đến lúc đó hắn có thể tăng nhanh như gió mưa dần dần nhỏ thẩm tường là người biết thấy đủ là thôi cho nên hắn không có tiếp tục thăm dò vách đá to như vậy nữa mà lựa chọn leo lên dù sao thể lực hắn có hạn Leo lên cũng là một chặng đường rất gian khổ và nguy hiểm Lúc hắn bò leo lên Được hơn một nửa Đột nhiên cảm thấy vách đá bắt đầu rung động nhẹ nhẹ Trong lòng thầm tường cả kinh Tâm tư kích động và sự hưng phấn lập tức chìm xuống đáy nồi Hắn có một loại dự cảm không tốt Hắn nhìn phía trên chỉ thấy có rất nhiều hòn đá nhỏ đang từ vách đá phía trên rơi xuống rơi xuống dưới vực sâu không thấy đáy mà vách đá vốn khẽ rung động đến bây giờ thì càng ngày càng mạnh hơn mẹ kiếp thật vất vả mới tìm được và hái được địa ngục linh chi ông trời à người đừng có trêu đùa với ta như vậy vách núi đột nhiên xuất hiện rung động làm cho thần Thẩm tường không thể không trách cứ một câu Hắn muốn giữ lại sự bình tĩnh Để cho mình bám chặt vào vách đá gập gành Bằng không Hắn cũng sẽ bị chấn động đến mức rơi xuống Tần suất rung động tăng lên không ngừng Làm cho thẩm tường dần, dần dần rơi vào cảm giác tuyệt vọng Lúc này hắn thấy phía trên từ hòn đá nhỏ Thì bây giờ đã xuất hiện nhiều hơn hòn đá to to hơn lúc đang không ngừng rơi xuống mà hắn cảm nhận được vách đá mà hai tay của hắn đang bám vào cũng sinh ra khe nứt hùng trời của ta ơi ta vừa mới hái được địa ngục linh chi thì ngươi muốn để ta rơi xuống địa ngục luôn có phải hay không người đang chơi ta hay làm thật vậy thẩm tường không thể không chửi ầm lên cũng vào lúc này Hắc khí ở phía dưới bắt đầu dâng lên, vách đá mà Thẩm Tường bám lấy đột nhiên nứt ra. A à một tiếng, thân thể Thẩm Tường rơi vào trong vực sâu ngập tràn hắc khí. Tiếng kêu tràn ngập sự không cam lòng của hắn vang vọng ở phía dưới. Không biết phải mất thời gian bao lâu nữa, Thẩm Tường mở mắt ra, hắn thế mà lại có thể nhìn thấy được ánh sáng đây chính là ở dưới đáy vực sâu chuyện này làm cho hắn cảm thấy khó tin nổi nhất chính là hắn đang ở trên bên trong nước hơn nữa như vậy mà hắn có thể thở thẩm tường bơi lên mặt nước chỗ của hắn là một cái hồ nước mà trong hồ nước lại phát ra ánh sáng màu trắng thánh khiết làm cho thẩm tường trợn mắt ngoác mồm chính là ở cách đó không xa vậy mà đang có hai mỹ nữ ngồi xếp bằng tóc rối bời xõa trên vai dung mạo cực kỳ xinh đẹp làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ nhất chính là hai nữ tử trước mặt giống như thiên tiên này thế mà đều không có mặc quần áo hai cỗ ngọc thể hoàn mỹ không có chút tì vết nào cứ như vậy không hề che đậy mà bày ra ở trước mặt hắn. Thân thể hai nữ tử giống như là dùng ngọc bạch tiêu khắc. Một cách tỉ mỉ cẩn thận mà thành, không có một chút tạp sắc nào. Đôi nhũ hoa của các nàng đều đẫy đà kiên quyết, vòng eo đều xinh đẹp tinh tế như thế. Các nàng đều đẹp đến khiến người ta phải nghẹt thở. Mũi muốn phải xịt ra máu tươi, đây là nữ nhân đẹp nhất mà thẩm tường bây giờ mới được gặp hình ảnh hương diễm có lực trùng kích như vậy làm cho cả người thẩm tường trong nháy mắt hóa đá mặt đỏ tới mang tai nhịp tim và hơi thở dường như muốn ngừng lại hai vị nữ tử kia xếp bằng trên mặt đất các nàng đối mặt nhìn nhau hoàn toàn không có phát hiện thẩm tường ở đây Điều này làm cho thẩm tường có loại cảm giác bị coi thường Hắn lại bị hai đại mỹ nhân không để vào mắt Sau khi thất thần được một lúc Thẩm tường mới nhìn rõ Dưới đáy vực sâu này khắp nơi đều là vết dạn nứt Có rất nhiều khe nứt Và những nơi lõm xuống Đá vụn đầy đất Trong đá vụn còn có rất nhiều vẹt tơ lụa màu trắng nát tan xem ra giống như vừa mới xảy ra chiến đấu ở đây hắn suy đoán là hai vị nữ tử kia chiến đấu với nhau đã mà tạo thành bởi vậy, vậy dẫn đến quần áo tan nát hết cả tuy thẩm tường không biết vì sao hai nữ tử tuyệt sắc khuynh thành này lại chiến đấu ở dưới vực sâu này nhưng hắn nhìn ra hai nữ tử này rất mạnh hơn nữa cường đại đến vượt qua phạm trù mà hắn nhận thức được Rõ ràng có thể thi triển ra sức mạnh khiến cho đất dung núi chuyển Thực sự là hồng nhan họa thủy Rõ ràng ta rất xuống nơi này Mang mà mạng, may mà mạng lớn không có rơi chết Trong lòng thẩm tương chửi nhỏ Tuy nhiên hắn rất tò mò về hai nữ tử thần bí này Thẩm tương nhìn chăm chăm vào hai cỗ ngọc thể không tì vết ở trước mặt này Đồng thời hướng hai nữ tử nhẹ nhàng bước qua Vực sâu bên cạnh tiên ma nhai Thường được người ta gọi là địa ngục Mà lúc này ở dưới nơi gọi là địa ngục này Thẩm tường lại tưởng là tiên cảnh Nơi này có một cái đầm tỏa ra ánh sáng màu trắng thánh khiết Quan trọng nhất chính là bên hồ nước còn có hai nữ tử tuyệt mỹ trần chuồng không mặc quần áo lúc này hai nữ tử kia mới giật mình ý thức được tới một điều cách là cách đó không xa có một đôi mắt đang hừng hực quét qua các nàng điều này làm cho các nàng thực sự tức giận hai nữ tử tuyệt mỹ cũng không hề động chỉ là trên gương mặt xinh đẹp bị sát ý ngập trời che kín Hai cặp đôi mắt xinh đẹp kia đều bao hàm sự tức giận và liếc xéo lấy hắn. Các nàng thậm chí ngay cả đầu đều không thể xoay ngang xoay ngửa. Hai vị đại tỷ, các người, các người không cảm thấy lạnh sao? Tại sao ở đây chơi mà không mặc quần áo? Ta mặc quần áo mà còn cảm thấy rất lạnh đây đài. Thẩm tường cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể hỏi một câu lung tung như vậy lúc này nữ tử đẹp lạnh lùng cao quý trên gương mặt đầy sương lạnh kia lạnh lùng quát lên nếu ngươi còn tiến lên thêm một bước nữa ta chắc chắn sẽ để cho ngươi nhận hết nỗi đau thực cốt sống không bằng chết tuy giọng nói của nữ tử này trong trẻo dễ nghe rõ ràng sắc nét nhưng lại không có một chút tình cảm nào khiến người ta có một loại cảm giác không được như ý. Nữ tử này với giọng nói như thế, bất kể là vẻ mặt hay là khí chất, đều có một loại cảm giác lạnh lẽo tránh xa người ngoài ngàn dặm. Một đôi mắt hàn mang càng lộ ra lệ khí lồng đậm. Tiểu tử, nếu người dám tới gần, ta sẽ để ngươi hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Một nữ tử khác nói một cách nhẹ nhàng Giọng nói của nữ tử này kiều mị giống như chuông bạc Nhìn cái là bị mê hoặc Câu phân câu nhân đoạt phách Đây là một viêu vật diễm lệ tuyệt thế Mị hoặc đến từ trong xương Cảnh tượng hương diễm trước mắt này Đối với thẩm tường chỉ là một thiếu niên mới lớn Sống khép mình mà nói Thì có sức mê hoặc rất lớn Tuy hắn tự nhận mình chẳng phải là chính nhân quân tử gì cả, nhưng hắn là người mánh khóe thì có những người không phải là loại người tiểu nhân gian trá. Hai nữ tử trước mặt này không có cách nào nhúc nhích. Hắn sẽ không lợi dụng vào lúc người ta gặp khó khăn này mà ra tay. Thẩm tương âm thầm tự làm cho mình bình tĩnh lại, lễ phép mà nói. Hai vị đại tỷ, chuyện này chuyện này ta không phải là cố ý, ta đi hái thuốc ở vách núi phía trên, sau đó ta bị ảnh hưởng do núi rung động mạnh mà rơi xuống đây, ta vậy mà còn sống thì đã coi như là mạng lớn rồi. trong khi lỗi chuyện thẩm tường lấy ra hai cái áo choàng đi tới trước mặt nữ tử đẹp một cách lạnh lùng kia, hắn nhìn thấy được hai vị nữ tử này không thể động, vì thế không làm cho các nàng cảm thấy xấu hổ. Hắn chỉ có thể đầu tiên là che đậy kín lại thân thể lõa lồ kia của các nàng. bị thẩm tường nhìn vào ngọc thể của mình ở khoảng cách gần như vậy, nữ tử đẹp lạnh lùng chỉ có thể nhắm mắt lại, chịu đựng ánh mắt nóng bỏng kia của thẩm tường thiêu đốt ngọc thể nàng. cả người khẽ run, tàn mắt ra một loại sát khí lạnh lùng thấu tới tận xương tủy, làm cho thẩm tường không thể không dùng mình một cái. Cả người thẩm tương toát mồ hôi lạnh Có chút miễn cưỡng Choàng cái áo lên thân thể nữ tử lạnh lùng kia Điều này làm cho nàng hơi thở phào một tiếng Sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều Không còn sát khí hừng hực như lúc trước Thẩm tương lại tới đến bên người nữ tử yêu mị kia Thì thấy nữ tử yêu mị kia hướng hắn kẽ mỉm cười Vô cùng mê hoặc Điều này làm cho mặt mo của Thẩm Tường hơi đỏ lên, hắn hít sâu một hơi, mới choàng áo lên người nàng. Động tác này của Thẩm Tường làm cho nội tâm của hai vị nữ tử này đều âm thầm cảm kích, trong lòng các nàng cũng có chút hổ thẹn. Trước đó các nàng vậy mà uy hiếp người ta, hơn nữa còn làm cho người ta bị ảnh hưởng mà rơi xuống đây. Nếu như không phải Thẩm Tường có mạng lớn chỉ sợ cũng đã rơi xuống mà ngã chết Hai vị nữ tử đều thở phào nhẹ nhõm Thẩm tường không có làm ra chuyện xấu xa gì đối với các nàng Định lực này làm cho các nàng tán thưởng không thôi Các nàng đều rất rõ ràng tình cảnh lúc này của mình Có sức mê hoặc và rất mạnh đối với nam nhân Hai vị đại tỷ Các người không phải là người dưới này lâu rồi chứ có thể nói cho ta biết làm sao có thể tới đây không? Ta không thể sống cả đời ở chỗ này được. Ta vẫn còn chuyện rất quan trọng phải làm. Thẩm tương có chút thất vọng nói. Nữ tử yêu mị ô nhu nở nụ cười yếu ớt nói. Tiểu đệ đệ, ta nhìn người không có linh mạch. Cả đời này không cách nào bước vào cảnh giới cường giả võ đạo. Tuy nhiên, ta có thể tặng ngươi một trí dương thần mạch, truyền dạy cho ngươi thần công cường đại, dạy ngươi luyện chế đan dược, cho ngươi trở thành một tên võ giả cường đại, nhưng ta có một điều kiện. Nữ tử yêu mị cho thẩm tường một cái ánh mắt quyến rũ, thần thái mị ý nồng đậm, khiến cho tâm trạng của thẩm tường không thể không rung động. Nữ tử này còn làm cho hắn hơi giật mình, Tuy nhiên hắn lại có chút nguy hoặc Dưới cái nhìn của hắn thì hai vị nữ tử này rất mạnh Chỉ có điều bây giờ bị thương mà không thể động đậy Hắn có thể trợ giúp gì được cho các nàng Đôi mắt đẹp nữ tử lạnh lùng sáng ngời Nàng lạnh lùng nói rằng Tiểu tử Ta cũng tặng cho ngươi một cái trí âm thần mạch Đồng thời truyền thụ ma công mà ta tu luyện cho ngươi Ma công của ta tuyệt đối không kém thần công của sư muội, chúng ta tuyệt đối không nuốt lời. Cả ngươi thần thẩm tương chấn động, linh mạch thượng phẩm chính là thiên tài mà trên linh mạch có huyền mạch thì càng hiếm có, trên huyền mạch là thiên mạch thì càng khỏi phải nói, mà trên thiên mạch chính là thần mạch trong truyền thuyết. Có thể thấy lời đề nghị Cụ này của các nàng khủng bố Tới cỡ nào nắm giữ một cái thần mạch Đây chính là chuyện rất nghịch thiên Hai vị đại tỷ Không phải là từ trên té xuống dưới này Ngã đến đầu óc bất ổn chứ Đừng lôi ta ra làm cho cười Ta cũng không có thời gian Chơi đùa với các tỷ ở chỗ này đâu Tuy rằng vừa rồi thẩm tường kinh Có hơi kinh hãi nhưng hắn vẫn không thể tin tưởng Nếu như ngươi đạt được những thứ này Muốn trở thành một võ giả cường đại thì không khó chút nào Tuy nhiên đến một thời điểm nào đó thì ngươi phải giúp chúng ta khôi phục thực lực Nữ tử yêu mị lũng nịu mà nói Giọng nói làm cho thẩm tương cảm thấy đầu khớp xương mềm nhũn một trận Nữ tử lạnh lùng nói rằng Chúng ta là kẻ thù vây ở chỗ này bị thương nặng không cách nào động đậy tù vì mất hết mà ở dưới này thì hay có yêu thú cường đại qua lại chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này bây giờ các nàng động đậy cũng không thể động đậy thân thương thế của các nàng thì vô cùng nghiêm trọng kinh mạch xương cốt đan điền lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị trọng thương có thể nói là bị phế bỏ hoàn toàn. Đây đều là các nàng đại chiến với kẻ thù mà tạo thành. Cũng vào lúc này dẫn đến một trận động đất làm rung chuyển vách núi khiến thẩm tường rơi xuống đây. Mà thiếu niên tốt bụng thẩm tường này xuất hiện ở đây lại là đối cho các nàng mà nói là một cơ hội chuyển mình không thể nghi ngờ. Phải biết dưới này thường xuyên có yêu thú qua lại các nàng không có lực lượng chống lại cuối cùng chỉ có thể trở thành đồ ăn cho yêu thú bây giờ ngươi nhất định phải tin tưởng vào chúng ta bằng không cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ đi lên nữ tử yêu mị nói lời này rất nghiêm túc thẩm tường rất khó có thể tin tưởng vào hai vị nữ tử này có thể ban tặng thần mạch cho người khác dễ dàng như vậy hơn nữa trên người còn có ma công và thần công, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Thẩm Tường cười khổ một tiếng nói rằng: "Tiểu tử tên là Thẩm Tường, xin hỏi hai vị tỷ tỷ, chỉ mong các ngươi không có trêu đùa ta." Nữ tử lạnh lùng nói: "Bạch U." u. Nữ tử yêu mị cười yếu ớt nói: Tô Mị Giao Thẩm tương mỉm cười nói Thực sự là người cũng như tên A à. Bây giờ ta phải làm gì? Tô Mị Giao nói rằng Chúng ta sẽ ký kết một cái khuyết khế Với người để đảm bảo hai bên chúng ta đều không phản bội Bởi vì chúng ta phải tồn tại với nhau một khoảng thời gian rất dài Truyền rời thân mạch tới trên người của ngươi cũng là một chuyện rất đơn giản, ta và sư tỷ đều là song thần mạch, mỗi người cho ngươi một cái cũng không đáng gì. Song thần mạch, hai người đều như vậy, khóe miệng thầm tương giật giật một cái, điều này làm cho hắn càng khó có thể tin tưởng được hơn. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại có chút kích động. Bởi vì hai nữ tử lợi hại này muốn ở cùng với hắn trong một khoảng thời gian rất dài. Chuyện này đối với nam nhân mà nói là chuyện sung sướng không thể tả. Hơn nữa các nàng còn muốn dựa vào hắn để khôi phục thực lực. Bạch U U lạnh lùng nói rằng, Chúng ta đều không biết nhau là như thế nào Vì để phong ngừa qua cầu rút ván Ký kết huyết khế là chuyện nhất định phải làm. Sau đó Tô Mị Giao giảng giải đơn giản chuyện huyết khế kia một lát, sau đó cẩn thận nói ra từng bước tiến hành một lần. Huyết khế rất đơn giản, chính thức chính là trước tiên dùng máu của cả ba người nhỏ vào một tấm da thú, sau đó ở phía trên vẽ hoa văn huyết khế. Viết nội dung khế ước xuống mặt trên huyết khế, Cuối cùng ba người nhỏ máu ở trên khuyết khế. Sau khi huyết khế hình thành thì mối quan hệ giữa linh hồn và linh hồn sẽ được hình thành. Có thể khiến cho người ta cảm giác được rõ ràng nội dung của khế ước. Sau khi thẩm tường hoàn thành huyết khế thì đối với các loại pháp thuật huyền ảo này mà cảm thấy khiếp sợ không thôi, Lúc này hắn đã tin tưởng lời nói của hai vị nữ tử này là sự thật Trong lòng có chút kích động nói không nên lời Hắn biết sau này sẽ ở chung một đoạn thời gian rất dài với hai đại mỹ nhân này Ở nữa hắn không chỉ có thể chuyển mình mà có thể trở thành tên thiên tài tuyệt thế Cứ như vậy hai nữ tử dung mạo như thiên tiên đã đạt thành thỏa thuận đối với thẩm tường Hai vị tỷ tỷ, các người không thể động đậy được là bởi vì xương cốt và kinh mạch trong cơ thể đều bị thương rất nặng hay sao? Thẩm tương hỏi, địa ngục linh chi mà hắn vừa hái được này thì có hiệu quả tẩy kinh phạt tủy, đối với loại thương thế này có trợ giúp rất lớn. Bạch U gật đầu nói, kẻ thù của chúng ta rất mạnh, nhưng con tiện nhân này bởi vì duyên cớ huyết khế mà không thể tự tay giết chết chúng ta. Vì lẽ đó chỉ phế bỏ chúng ta, sau đó bỏ chúng ta ở đây mà chờ chết. Thẩm tương tới đây không thể nghi ngờ là người có thể cứu được các nàng. Cho nên các nàng mới bằng lòng tặng thần mạch dư thừa của mình cho thẩm tường. Thẩm tường kinh hãi không thôi. Hai nữ tử thần bí này có xong thần mạch đều cường hãn như vậy mà kẻ thù của các nàng có thể là cường hãn hơn như vậy nữa mới có thể làm cho các nàng rơi vào tình cảnh như thế này. Ta ở trên vách đá hái được địa ngục linh chi, cái này đối với thương thế các nàng có trợ giúp không? Thẩm tường hỏi, rất nhanh có thể có được hai cái thần mạch, vì lẽ đó không có keo kiệt chỉ bởi địa ngục linh chi kia. Trên mặt Tô Mị dao hiện lên vẻ vui mừng nói Đương nhiên có tác dụng Cái này có thể làm cho chúng ta rất nhanh có thể động đậy Thẩm tương nhếch miệng cười hiền lành một cái Lấy ra hơn một nửa địa ngục linh chi Sau đó chia làm hai phần Cho hai nữ tử ăn vào trong miệng Cho mỹ nữ ăn Cũng làm cho thẩm tường có chút thưởng thụ Địa ngục linh chi tuy rằng không thể làm cho hai nữ tử hoàn toàn khôi phục lại thường thế, nhưng ít nhất có thể chữa trị xương cốt vỡ vụn trong cơ thể của các nàng, có thể làm cho các nàng đi lại được. Tuy nhiên các nàng bây giờ lại không có một chút thực lực nào. Hai vị tỷ tỷ, lai lịch của hai người các ngươi là gì? Kẻ thù có lợi hại như vậy mà kẻ thù của các ngươi là ai? Đây là vấn đề mà thẩm tường vẫn luôn rất tò mò. Bạch U U lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ở trên huyết khế, không có nói tới việc chúng ta phải nói cho người nghe những chuyện này. Ta có thể không cần trả lời câu hỏi này của người. Tô Mỹ Giao chỉnh sửa lại mái tóc nhẹ giọng nói ra. Người đừng hỏi những chuyện này nữa, liên quan quá rộng. Người chỉ là một tên tiểu tử vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ Mà biết những chuyện này thì có ngày dẫn đến họa sát thân Đây là chuyện không tốt đối với người Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển thần mạch đến trên người của người Thẩm tương ngồi xếp bằng trên mặt đất Tập trung thực lực tinh thần Chờ đợi thần mạch được đưa đến trên người hắn bạch uu -u và tô mị dao đặt bàn tay nhỏ ở trên bụng thẩm tường chỉ thấy tay ngọc của các nàng phân biệt bốc lên sương mù một trắng một đen màu đen là trí âm thần mạch của bạch uu -u. màu trắng chính là trí dương thần mạch của tô mị dao thoạt nhìn rất thần dị trong thân thể thẩm tường xuất hiện đoàn khí lưu một trắng một đen đi khắp ở trong bắp thịt cốt xương kinh mạch của cơ thể hắn bắt đầu lưu động tuần hoàn kinh mạch kinh mạch hắn đang từ từ lớn lên xương cốt và bắp thịt được cường hóa sau khi tuần hoàn rất nhiều lần cuối cùng khí lưu một trắng một đen kia hội thụ ở trong đan điền của hắn hình thành một bộ thái cực âm dương đồ đây chính là âm dương thần mạch Tô Mỹ Giao và Bạch U thấy Thẩm tường dung hợp hai đại thần mạch, chí âm chí dương thành công, sắc mặt đều không thể không thay đổi. Trong lòng hưng phấn không thôi, vốn các nàng còn tưởng rằng hai thần mạch chí âm chí dương này khó có thể dung hợp lại được với nhau, mà các nàng cũng ôm hình thái thử nghiệm trên người của thẩm tường, nhưng không nghĩ tới lại thành công nhanh tới như vậy. Tô Mị Giao và Bạch U, U từ từ lùi về sau, nhìn thấy hai đoàn khí lưu đang bao bọc trên người thẩm tường. Các nàng không hẹn mà cùng dùng một loại ánh mắt, mắt phức tạp nhìn kinh ngạc nhìn nhau. Ở bên trong nhận thức của sư tỷ sư muội các nàng, người nắm giữ trí âm trí dương thần mạch là chưa bao giờ có. Lúc này các nàng có thể biết được, tiểu tử miệng còn hôi sữa trước mắt này chỉ cần nhận được bồi dưỡng nói không chừng có thể trở thành một cường giả có một không hai thẩm tương mở mắt ra lúc này hắn có một cảm giác sảng khoái chưa bao giờ có hơn nữa hắn cảm thấy mình giống như trở nên mạnh mẽ hơn một chút đây chính là thần mạch sao cảm giác thật tốt sau này ta có thể đi vào chân vũ cảnh sao thẩm tương có chút kích động mà nói trên mặt dần hiện ra một nụ cười tà dị Thoạt nhìn có vẻ xấu xa Căn bản không có dám dấp hiền lành thành thật như trước đó Điều này làm thất nội tâm của hai mỹ nhân có chút lo lắng Bên trong thế giới võ đạo này Đại cảnh giới phàm võ cảnh là cảnh giới thấp nhất Được chia làm các cảnh giới nhỏ như Luyện khí, tôi thể, vũ thể, thông mạch, chân khí, thần thức, chân cương, thần lực, chân hình, đại viên mãn. Mười cái cảnh giới nhỏ mà ở bên trên các đại cảnh giới phàm võ cảnh còn có chân vũ cảnh. Đó là cảnh giới mà có rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ đến cảnh giới đó có thể nắm giữ năng lực rời sông lấp biển càng là có tuổi thọ ngàn năm. Thẩm tường bị kẹt tầng thứ ba vũ thể cảnh Vẫn không cách nào bước tới tầng thứ bốn thông mạch cảnh Trần vũ cảnh sao? Chuyện này quả thật chính là bồi nhọ thần mạch Bạch U, U xem thường hừ lạnh nói Sắc mặt tô mị dao tỏ ra nghiêm túc nói rằng Người nắm giữ trí âm trí dương thần mạch Tâm mắt phải lớn hơn thêm một chút Ở trong thế giới này sức mạnh là vô tận hơn nữa có rất nhiều thế giới khác nhau thần vũ đại lục mà ngươi đang sống chỉ là một tiểu lục địa là thế giới phàm tục mà thôi người phải nhớ đến khế ước ngươi phải giúp đỡ chúng ta khôi phục đến thực lực đỉnh cao đây cũng không phải là chuyện đơn giản thẩm tường gật đầu nói chỉ cần ta còn sống ta khẳng định sẽ thực hiện khế ước giúp hai vị tỷ tỷ khôi phục thực lực đỉnh cao. Bạch U thỏa mãn mà nói rằng, con đường trợ giúp chúng ta khôi phục thực lực nhanh nhất chính là dựa vào đan dược. Đương nhiên, loại đan dược này rất cao cấp, chờ sau khi chúng ta khôi phục thực lực, khế ước của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đi tìm địch nhân mà chúng ta để báo thù. Thầm tường cảm thấy có chút mất mát Nếu như hai vị tuyệt thế mỹ nhân này Có thể ở bên cạnh hắn cả đời Thì đó mới là niềm vui lớn Tô bị giao từ bên trong mái tóc mỹ lệ kia của nàng lấy ra một chiếc nhẫn Sau đó nàng vứt cho thẩm tường nói rằng Nhỏ máu nhận chủ Sử dụng giống như túi chữ vật Đưa ta và sư tỷ vào đó Sau đó ngươi tự mình leo lên Không thể ở dưới này lâu được nơi này thường xuyên có yêu thú xuất hiện. Nhỏ máu tươi vào, lập tức thẩm tường và chiếc nhẫn kia thành lập liên hệ, không gian trong giới chỉ rất nhỏ, chỉ bằng một căn phòng lớn. Ở bên trong nhận thức của thẩm tường, trong truyền thuyết chỉ chiếc nhẫn chữ vật vật cần phải có trong không gian rộng lớn như biển mới đúng. Nhưng mà pháp bảo này có thể chứa được vật sống Điều này làm cho thẩm tường kinh thán không thôi Túi chữ vật bình thường cũng vô cùng hiếm thấy Đây đều được truyền ra từ trong những môn phái tiên sơn Chớ nói chỉ là pháp bảo có thể chứa được vật sống Hắn dựa theo lời nói của Tô mị Giao mà làm Thu hai nữ nhân vào trong chức nhẫn chữ vật Sau khi hắn đeo nhẫn lên nhẫn nại có thể ẩn mình ở bên trong ngón tay hắn làm cho thẩm tường âm thầm lấy làm kinh lạ quá trình leo lên vách núi làm cho thẩm tường vô cùng phiền muộn bởi vì hắn ở bên trong từ khí màu đen kia cho nên không nhìn thấy gì cả làm cho độ khó càng gia tăng sau một ngày một đêm gian khổ leo lên thẩm tường cuối cùng bò được lên trên Vốn hắn còn tưởng rằng đây là chuyện khó có thể hoàn thành Nhưng cũng bởi vì duyên có thần mạch Lúc bò lên thù lấy rất nhiều linh khí nhập thể Thanh trừ đi sự mệt động trong cơ thể hắn Làm cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy sức lực tràn đầy Sau khi thẩm tường leo lên Bước lên con đường trở về nhà Hắn không có cách nào thấy được bạch u u và tô mị dao trong nhẫn Tuy nhiên hắn lại có thể cảm ứng được các nàng Hai vị tỷ tỷ Lúc nào các ngươi có thể truyền thụ thần công và ma công cho ta Thầm tương nóng ruột hỏi Đối với những thần công ma công kia hắn đều rất tò mò Tân thể của ngươi quá yếu Vẫn chưa thể tu luyện ma công của ta Giọng nói lạnh lùng như băng của Bạch U truyền đến Tô Mỹ Giao nói rằng Thần công của ta thì bất cứ lúc nào người cũng có thể tu luyện. Người trở về thì bắt đầu tu luyện đi. Đến lúc đó ta còn có thể dạy ngươi luyện chế đan dược. Trong lòng thẩm tương vui vẻ, sau đó thì chạy như bay. Phía Nam Ngọa Hổ Thành của Nam Vũ Quốc. Nhân khẩu có trăm vạn, đây là một tòa thành khổng lồ phồn vinh bên trong tọa lạc một thế gia võ đạo có tiếng ở nam vũ quốc đó chính là thẩm gia thẩm gia có lịch sử tới mấy ngàn năm thực lực đến nay vẫn cường đại như cũ nội tình phong phú có thể tồn tại sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã vào có thể chứng minh thẩm gia rất cường đại thẩm gia giàu nứt đố đổ vách là thế lực cường đại nhất bên trong họa hổ thành thẩm gia sơn trang có diện tích tới mấy ngàn mẫu trong sơn trang có rất nhiều đình viện đông đảo hoa viên có non nước cho dù những người muốn lẻn vào thẩm gia thì chỉ sợ cũng chỉ có lạc đường ở bên trong đó thiên hổ viên từ cái tên có thể biết đây là phủ đệ của thẩm thiên hổ là người có địa vị hiển hách ở thẩm gia có một tòa trạch viện to lớn cũng là chuyện rất bình thường chà ta đã trở về thẩm tường về nhà thì vội vàng chạy về phía thư phòng hắn biết phụ thân hắn đang ở nơi đó thẩm thiên hổ cười ha ha nói tiểu tử thôi, người cuối cùng cũng đã trở về rồi người có biết một tiểu mỹ nhân đang đợi ngươi hay không người còn nhớ rõ tiểu nha đầu tiết ra chứ sau này nàng sẽ là tiểu thê tử của ngươi Thẩm tương hơi nhíu mày Trong đầu ngay lập tức hiện ra một tiểu nha đầu xinh đẹp Sau đó lao vào lúc hắn năm sáu tuổi Cha Ý cha là nói đến tiết tiền tiền sao Thẩm tương nói Đây là một thiên kiều chi nữ của tiết gia khi nàng còn bé đã từng đến thẩm gia ở qua một quãng thời gian lúc đó thẩm tường chơi đùa nàng cả ngày hai người chơi rất vui vẻ sau đó thì đính hạ hôn ước thẩm thiên hồ gật đầu Hồng sai tiểu nha đầu kia ở trong sơn trang người vừa đi thì nàng tới rồi nàng là người muốn gặp người thẩm thiên hồ nói xong mỉm cười nhìn về phía ngoài cửa sổ thẩm tường cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại chỉ thấy ngoài sân có một nữ tử thân thể như ngọc đi tới nữ tử tóc dài xõa xuống ngang vai toàn thân quần áo màu trắng trên đầu mang theo trang sức tỏa ánh kim quang nhìn thấy nữ tử một thân trang phục giống như tiên nữ này thẩm tường không khỏi nhìn tới thất thần Nữ tử kia chẳng qua chỉ có 40 tuổi 14-15 tuổi Già thịt trắng hơn như tuyết Dùng mạo tú lệ Khiến người ta không thể không nhìn Thiếu nữ nhìn xuyên qua cửa Thấy thẩm tường Khuôn mặt xinh đẹp Tràn đầy vui vẻ Nàng hô lên một tiếng Tiểu tường ca Giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển rung động lòng người, Thẩm Tương thừa nhận, tuy thiếu nữ này đang ở tuổi dậy thì nhưng bất kể là khí chất hay là dung mạo đều có thể so sánh vai với hai vị mỹ nhân ở trong nhẫn của hắn. Huống chi thiếu nữ này còn chưa có hoàn toàn phát dục. Thẩm Tương nuốt nước bọt, cười khan nói: nữ nhân thực lực là ba ngày không gặp sẽ khác tiểu nhà đầu năm đó thế mà đã trở thành một tiểu tiên tử thiếu nữ này chính là thiên ki, chi kiều nữ của tiết gia tiết tiên tiên nhà đầu này là vị hôn thê của ta nội tâm thẩm tương kích động hô lên nếu như là trước đây trong lòng thẩm tương không ít thì nhiều cũng có chút khó chịu, bởi vì hắn không có linh mạch, nhưng bây giờ hắn có âm dương thần mạch, chỉ cần cho hắn thời gian đặt chân lên đỉnh cao của võ đạo cũng không là chuyện không có khả năng. Tiết Tiên Tiên nở nụ cười hơi nhàn nhạt, nhạt, núm đồng tiền đáng yêu ở gò má kia hiện lên đỏ ửng mê người, thẩm tương nhìn vào đó thì lại thất thần một trận. Thẩm Thiên Hổ cười lớn một tiếng vỗ vai Thẩm Tường nói Các người tự ôn chuyện đi Thẩm Tường lặng lẽ cười một tiếng thì vội vã chạy ra khỏi thư phòng Đi vào trong sân Thẩm Tường không nói hai lời Kéo lấy cánh tay mềm mại như thể không xương kia của Tiết Tiên Tiên Rời khỏi tâm mắt của phụ thân hắn Giống như bị Giống như khi bọn hắn còn bé hay lén lút làm chuyện xấu. Thẩm tường dẫn theo một tiểu tiên nữ đi tới trạch viện của mình, dọc theo đường đi làm rất nhiều con cháu thẩm ra mê mẩn. Tiên tiên, nàng muốn ở thẩm ra chơi bao lâu? Thẩm tường cười cợt, xoa xoa núm đồng tiền nhỏ trên mặt tiết tiên tiên. Tiết tiên tiên chỉ là mặt lộ vẻ e thẹn nhẹ giọng nói rằng Tiểu tường ca, ta và phụ thân đi ngang qua ngọa hổ thành mới tới thăm người một chút Vì lẽ đó sẽ không ở đây được bao lâu Khi còn bé, tiết tiên tiên là bởi vì mắc phải quái bệnh mới đến ngọa hổ thành Cầu thầy trị bệnh, khi đó thân thể tiết tiên tiên rất suy yếu Dung mạo rất gầy gò nhỏ bé. ở thầm gia và tiết gia thường xuyên bị người khi dễ. Lúc đó chỉ có thẩm tường là chiếu cố nàng, thường xuyên chơi đùa với nàng. Đoạn thời gian đó cho nàng rất vui vẻ. Hơn nữa thẩm tường thường xuyên cổ vũ động viên nàng, làm cho nàng có thể kiên cường tranh đấu với bệnh tật, đưa cho nàng mấy viên đan dược chân quý những chuyện này đều được tiết tiên tiên ghi nhớ ở trong lòng mặc dù nàng biết thẩm tường không có linh mạch không có bất kỳ tiền đồ nàng cũng quyết định phải gả cho thẩm tường thẩm tường có chút mất mát hắn cũng vô cùng yêu thích tiết tiên tiên khi còn bé sau khi gia tộc xác nhận thẩm tường không có linh mạch thẩm tường cũng chưa có bạn chơi gì cho nên hắn và tiết tiên tiên ở chung một chỗ rất vui vẻ tiểu tường ca vốn gia tộc muốn giải trừ hôn ước giữa ta và ngươi nhưng ta không đồng ý cho nên bọn hắn cho ta và cha đi dược gia gặp gỡ thiên tài luyện đan kia tiết tiên tiên thấy sắc mặt thẩm tường thay đổi thì khẽ cười nói yên tâm đi ta chết sẽ không bao giờ gả cho gia hỏa dược gia kia nghe nói hắn rất xấu Tiết Tiên Tiên 14-15 tuổi thì có thực lực phàm võ cảnh tầng 6. Ở bên trong toàn bộ Nam Vũ Quốc thì quả thật chính là thiên tài trong thiên tài. Mà dược ra cũng có một thiên tài 16 tuổi đã có thể luyện chế ra đan dược. Ở trong mắt rất nhiều người, bọn họ mới là một đôi cân xứng. Thẩm tương rất bình tĩnh, hắn có âm dương thần mạch có hai nữ nhân lợi hại không rõ lai lịch hướng dẫn hắn tu luyện hắn có lòng tin đạt tới cảnh giới tối cao ở trong thời gian ngắn thẩm tương nhếch miệng nở nụ cười đưa tay sờ gò má thanh nhã của tiết tiên tiên cười cười nói tiên tiên ngươi đi dược ra thì hãy nói người có vị hôn phu nếu như hắn không phục thì để hắn tới khiêu chiến ta Thấy thẩm tường tự tin như thế, Tiết Tiên Tiên cũng rất vui mừng. Nàng khiến mũi chân, hồn môi thẩm tường một cái, sau đó cúi thấp đầu đỏ mặt, nói rằng Tiểu tường ca, ngươi phải lỗ lực nên, ta lo lắng gia tộc của ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào chia rẽ chúng ta đâu. Nói xong, Tiết Tiên Tiên nhẹ nhàng vụt qua, như chim yến lướt ra khỏi sân. Thần pháp phiêu giật Mà thẩm tương chỉ thấy ngây ngốc ở đứng ở đó Trong đầu không ngừng tái diễn cảnh nụ hôn trong nháy mắt của tiết tiên tiên Dành cho hắn Thẩm tương liếm liếm môi cười nói Tiểu nha đầu này đúng là trưởng thành lên rất nhiều Tiểu tử Người có nói tiểu tiên nữ của ngươi xinh đẹp hay là sư tỷ sư muội chúng ta xinh đẹp? đột nhiên trong đầu thẩm tường xuất hiện một giọng nói đầy mê hoặc đây là giọng nói của tô mị giao thẩm tường ho khan hai tiếng cười nói chỉ cần là thế tử của ta thì đều sẽ xinh đẹp <laughs> các tỷ đương nhiên cũng rất xinh đẹp đúng rồi mị giao tỷ tỷ nhanh truyền thụ những thần công kia cho ta một chút còn có luyện đan gì đó nữa ổn tiểu tử Lời này của ngươi là có ý gì? Tô Mị Giao nói Không có gì, không có gì Thẩm tương vò đầu cười khúc khích Trong con người hiện lên vẻ khác thường Vì không thể cho Tít tiên tiên thất vọng Thẩm tương dự định ngày đêm không ngủ Cố gắng gấp bội để tu luyện Ngón tay mà thẩm tương mang theo nhẫn Ẩn hình đột nhiên lóe lên một tia hào quang yếu ớt chỉ thấy bánh u và tô mị dao xuất hiện ở trước mặt hắn trên người các nàng đều mặc quần áo màu tím càng cao quý và đoan trang hơn thẩm tường suy đoán đây là quần áo được lưu trữ trong giới chỉ kia lúc này là buổi chiều ánh nắng còn rất gay gắt nhưng hai nữ nhân tuyệt sắc này thật giống như vô cùng hưởng thụ loại ánh nắng Mặt trời làm cho người ta chán ghét này Linh khí nơi này thật mỏng manh Không dựa vào đan dược thì khó có thể tiến vào chân vũ cảnh Tô Mị dao ngửa đầu nhìn mặt trời lầm bầm Thẩm tường có chút đau đầu Hai nữ nhân này thế mà có thể ra vào chiếc nhẫn kia một cách tự do Hơn nữa các nàng còn có thể nghe được âm thanh bên ngoài Thẩm tường theo các nàng tiến vào trong gian phòng bên trong không phải rất lớn, chỉ có một phòng khách và bốn phòng nghỉ ở thẩm gia to lớn như vậy mà xem ra coi như là rất nhỏ. Trong phòng khách nhỏ, tô Mỹ dao và bạch u u uống linh trà mà Thẩm tường pha, đây cũng là đồ vật Thẩm tường cất giấu. Bình thường chính hắn cũng không nợ uống. Ở loại nơi linh khí mỏng manh này, người muốn nhanh chóng tăng lên chỉ có thông qua đan dược. Tuy nhiên trước đó, Ngươi cần tu luyện ra chân hỏa, có âm dương thần mạch. Việc này đối với ngươi mà nói cũng không phải là rất khó. Tu Mị Giao nói, Thẩm Tường gật đầu nói, Kính xin Mị Giao tỷ chỉ giáo. Người tới đây, trước tiên ta sẽ truyền dạy cho ngươi thái cực thần công, và tứ tượng thần công. Giọng nói của Tô Mị Giao rất dịu dàng, nàng vuốt ve mái tóc của nàng cực kỳ gợi cảm. Bởi vì thẩm tường có tiềm lực vô hạn, Tô Mị Giao cũng muốn cố gắng bồi dưỡng hắn lên. Như vậy sau này các nàng cũng có thể có một người trợ giúp lợi hại. Tô Mỹ Giao đặt tay nhỏ ở trên chán thẩm tường, sau đó nhấn vào mà trong đầu thẩm tường đột nhiên xuất hiện rất nhiều văn tự mỗi một câu đều tối nghĩa khó hiểu nhưng sau đó hắn lại không hiểu vì sao mà lại thông hiểu đạo lý tô mỹ giao nói rằng đây là ta sử dụng thần tức truyền công cho ngươi ta không chỉ truyền thần công cho ngươi còn truyền dạy cho ngươi những lý giải của ta đối với môn thần công này cho nên ngươi chỉ cần theo đó mà tu luyện là được trong lòng thẩm tường hơi kinh ngạc Hắn không nghĩ tới tô mị dao này lại có thể dùng thần thức Thần thức là phàm võ cảnh tầng 6 mới có thể tu luyện ra Là lực lượng tinh thần và chân lực Dùng hợp lại cùng nhau sinh ra Là một loại sức mạnh tinh thần vô hình vô cùng thần dị Đối với chuyện của chúng ta Ngươi nhất định phải bảo mật tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, kể cả tiểu thê tử kia của ngươi. Bạch cô u, u vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nói. Tô Mỹ Giao nói, ta có thể nói cho ngươi biết, kẻ thù của ta và sư tỷ có rất nhiều. Những kẻ thù này tùy tiện một tên cũng đều có thể dùng một đầu ngón tay bóp chết người. nhưng cho nên người nhất định phải bảo mật Mà chúng ta cũng sẽ không tùy tiện đi ra ngoài từ trong chết nhẫn Trong lòng thẩm tường kinh hãi Hắn không nghĩ tới Mình thế mà lại lưu giữ hai mỹ nhân nguy hiểm như vậy Hắn vội vàng gật đầu Mà Bạch U và Tô Mỹ Giao cũng đột nhiên biến mất Tiến vào trong chiếc nhẫn kia Thái cực thần công tứ tượng thần công chẳng qua chỉ là một phần nhỏ mà thôi nhưng thẩm tường lại cực kỳ kích động dù sao không phải ai cũng là thần công để có mà tu luyện ở thế giới võ đạo này võ công chia làm phàm cấp linh cấp huyền cấp địa cấp thiên cấp thánh cấp và thần cấp lại chia làm thượng hạ thừa đàn dược cũng có phân chia như thế chẳng qua chia làm thượng trung hạ tam phẩm võ công thiên cấp đã là rất hiếm thấy võ công thần cấp thì càng hiếm có hơn thần công đây chính là thần công mà thần linh trong truyền thuyết tu luyện vô cùng cường đại sau khi tu luyện có thể nắm giữ sức mạnh rời sông lấp biển triệu hoán sấm xét thậm chí còn có thể nghịch thiên cải mệnh phá vỡ hư không vì thăng thành thần thái cực thần công là chủ công pháp là chuyên môn luyện khí luyện thể là một môn tâm pháp rất thâm ảo và cường đại mà tứ tượng thật công chia làm bốn bộ phận theo đó thứ tự là thanh long thần công bạch hổ thần công chủ tước thần công huyền vũ thần công bao hàm toàn diện bốn môn thần công này làm cho công kích hay phòng ngự phụ trợ sau khi tu luyện có thể thi triển ra vũ khí cường đại thẩm tường đi tới hậu viện ở dưới những cây cối xanh tươi này hít thở không khí trong lành lúc này hắn có thể cảm ứng ngũ hành linh khí trong thiên địa được vô cùng rõ ràng linh mạch nói chung đều phân rõ thuộc tính mà âm dương thần mạch và của thẩm tương lại đại diện cho thiên địa ngũ hành cho nên hắn có thể tu luyện chân khí ngũ hành Mặc dù thái cực thần công là tâm pháp tu luyện huyền ảo, nhưng sau khi trải qua tô mị giao dùng thần thức truyền công, thì thẩm tường có thể thông hiểu đạo lý. Hắn vận chuyển thái cực thần công, thái cực âm dương đồ trong đan điền của hắn ngay lập tức xoay tròn linh khí thiên địa nhất thời hội tụ vào bên trong thân thể của hắn. Linh mạch thượng phẩm có tốc độ hấp thu linh khí đã là rất nhanh rồi, thần mạch thì càng thêm không cần phải nói. Lúc này thẩm tường ngồi xếp bằng, vận chuyển thái cực thần công, linh khí tiến vào thân thể của hắn, lập tức được hắn tình luyện, hóa thành một cỗ dòng nước ấm trắng tinh chạy khắp xương cốt, bắp thịt, kinh mạch trong thân thể của hắn. Muốn trở thành một võ giả cường đại thì phải kiêm tu nội ngoại. Bây giờ thẩm tường chính là đang cường hóa bên trong thân thể. Bên trong thân thể của hắn đản sinh ra một loại khí lưu ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Đó chính là chân khí. Thẩm tường bất chi bất giác tiến vào trạng thái tu luyện. Linh khí điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Nếu như con người nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa đến kêu to một tiếng. Nắm giữ âm dương thần mạch, thái cực thần công có thể làm cho hắn hấp thụ linh khí thiên địa một cách nhanh chóng, mà thái cực thần công có thể nhanh chóng luyện khí, luyện hóa linh khí trở thành chân khí. Bởi vậy hắn mới có thể tăng nhanh như gió. Mà bây giờ thẩm tường nắm giữ thái cực thần công và tứ tượng thần công đều là võ công thần cấp. Hắn muốn phát huy ra uy lực thần công Phải nắm giữ chân khí càng thêm tinh thuần Thành lòng thần công và bạch hổ thần công là công kích Có lực mạnh nhất Chủ tức thần công chủ yếu phương diện hỏa diễm Huyền vũ thần công chính là phòng ngự Tu luyện chân khí đến đại thừa Có thể ngừng tụ ra hình thái ở bên trong đan điền Nếu như thẩm tường tu luyện tứ tượng thần công đến lúc đó bên trong đan điền hắn sẽ ngưng tụ ra thành lòng chủ tước bạch hổ huyền vũ hình tượng bốn con thần thú chuyện này mang ý nghĩa là thẩm tường chỉ có một người nhưng lại tu luyện cho cả bốn người mặc dù sẽ làm cho hắn rất cực khổ nhưng sức mạnh mà hắn nắm giữ sẽ vượt qua người bình thường gấp bốn lần lượng lớn linh khí tràn vào bên trong thân thể của hắn được hắn vận chuyển thái cực thần công luyện hóa thành chân khí tinh thuần. Chân khí lưu động bên trong cơ thể của hắn làm cho kinh mạch ở bên trong thân thể của hắn trở nên càng thêm tráng kiện. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp dễ chịu chiếu dọi vào sân sau của ngôi nhà nhỏ, soi vào bên trong người thẩm tương, thẩm tương mở mắt ra, hai mắt như điện, sương mù màu trắng lượn lờ quanh thân thể của hắn ngay lập tức tản ra chỉ thấy trên người hắn tràn đầy vết bầm màu đen lúc này hắn đã tiến vào phàm võ cảnh tầng thứ tư phàm võ cảnh tầng thứ tư đến tầng thứ sáu lại là một cái giai đoạn bây giờ thẩm tường đạt tới tầng thứ tư hay còn được gọi là cảnh giới nhỏ thông mạch cảnh như vậy đã bước một quá một đã bước qua một bình cảnh mà đã quấy nhiễu hắn rất nhiều năm. Hai mắt thẩm tường hơi nhắm lại, ngưng thần quan sát thái cực âm dương đồ bên trong thân thể của hắn, phát hiện thái cực âm dương đồ bên trong xuất hiện năm vòng xoáy chân khí, phân diện ở bốn phương và trung tâm. Mà người bình thường chỉ có một cái, nhưng bây giờ hắn có đến năm cái. Trình độ tinh thuần chân khí của hắn có thể nghĩ được ra Dựa vào trình độ chân khí của hắn Thực lực của hắn có thể ép thẳng tới phàm võ cảnh tầng 5 Cuối cùng thì cũng bước vào phàm võ cảnh tầng 4 Sau này lão tử không cần phải đi hái thuốc cho những lão gia hỏa kia nữa Trong lòng thầm tường mừng như điên Chỉ trong một đêm hắn đã đột phá mà khi hắn nghĩ tới tiết tiền tiền, 15 tuổi mà đã tiến vào phàm Võ cảnh tầng 6, tâm tình của hắn lại bình tĩnh lại, nghĩ đến thiên tài luyện đan sư của Dược Gia, đánh chủ ý với vị hôn thê của hắn. Trong lòng thầm tường hung ác, hắn phải hung hăng cố gắng tu luyện hơn nữa, sau đó đi tới Dược Gia, dùng phương pháp khiêu chiến đánh bại thiên tài luyện đan sư này. Bây giờ thì bắt đầu tu luyện thanh long thần công Tô Mị Giao nói Thần thức nàng khôi phục lại không ít Có thể thấy rõ biến hóa bên ngoài Tư tượng thần công nói tóm lại Chỉ là một môn thần công mà thôi Nhưng sau đó Bao hàm toàn diện Bên trong thông cả quyền pháp Trường pháp Chân pháp khinh công Sau khi thông hiểu đạo lý Muốn thi triển thế nào Thì thi triển thế ấy vô cùng huyền diệu. Thanh Long có thuộc tính mộc, bên trong thuộc tính mộc lại có phong và lôi, vì lẽ đó tu luyện Thanh Long thần công là có thể thi triển ra võ công có dựa lực lượng phong lôi. Thẩm Tương rửa sạch sẽ thân thể sau khi ăn no nê thì đến trong hậu viện tiếp tục tu luyện Thanh Long thần công. Thái cực thần công và tứ tư tượng thần công đã hòa tan vào bên trong linh hồn của hắn. Bất kể là cao thâm huyền nào cỡ nào, hắn đều có thể hiểu được. Nửa ngày trôi qua, thầm tương dựa theo thanh nông thần công vận chuyển chân khí trong cơ thể. Chỉ thấy thân thể của hắn lúc này thì tràn ra ánh sáng nhu hòa màu xanh. Bên trong ánh sáng màu xanh lập loe từng tia lôi điện, đồng thời có một cơn gió nhẹ từ trong thân thể thẩm tường lướt nhẹ qua. Bây giờ thẩm tường đã nắm giữ từ bên trong chân khí thuộc tính mộc thả ra lực lượng lôi điện và phong. Chỉ có điều loại trình độ này còn chưa đủ nếu có thể chuyển hóa chân khí thuộc tính mộc thành lôi điện cường đại và cuồng phong mới có thể thi triển thi triển vũ kỹ ở bên trong thanh long thần công. Thẩm tường không thể khống chế chân khí thuộc tính mộc trong cơ thể, lấy một loại phương thức kỳ dị lưu động ở trong kinh mạch, lưu động tuần hoàn. Phương thức chân khí lưu động rất quỷ dị, lúc nhanh lúc chậm, có đôi khi giống như sông lớn tuôn trào, có đôi khi giống như nước suối chảy dốc rách.